Vậy bây giờ em xuống đấy à, hai đứa à? Ba ba em đang nhỉ? Mẹ mua cái loại chim 2 triệu, 2 triệu mỗi người thì gì, người thì bé tính như nó chạy cái. Mẹ nhìn những người cứ có mới trả lại xong rồi có tiền.
thêm thì 1 triệu nữa để bố mình chơi được làng. Thank you.
tay cũng ngót cũng gần rồi.
to bác nhá. Bác nhìn về cái cống này. Lâu lắm mới gặp một con bộ to như này nhá. Thank you.
chim đây là em bắt từ tối qua đấy. Đi về nhà em là 8 giờ tối. Nhưng mà em nuôi sau khoảng 1 đến 2 tuần thì khác hơn được nữa. Căng hơn. Ra rừng kiểu gì cũng vậy. Đấy, cất mới có một bãi nhá. Riêng là giờ chơi cái dòng chim ra rừng thì các bác cứ xác định là khả năng là bị vắt nhá. Chim ra rừng phải đến 50% sẽ bị vắt khi mà mình tiến sát lại gần lồng hoặc là chạm vào lồng. Chứ nó không có chuyện là thấm đét như kiểu chim non.
Thank you.